Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Phát Công Nghệ nha. Xiaomi không chỉ là một hãng làm về điện thoại, nhưng mà Xiaomi còn là một công ty công nghệ với rất nhiều những cái sản phẩm phát minh và sáng tạo. Và cụ thể hơn thì Xiaomi có sản xuất ra rất nhiều những cái thiết bị về công nghệ như kiểu là máy lạnh này, máy hút bụi này, điều hòa, nồi cơm, nói chung là cái gì cũng có hết. Và mới đây thì Xiaomi còn đang làm cả ô tô nữa cơ. Ok, ở trong video lần trước ấy thì mình đã giới thiệu qua cho các bạn cái con màn hình Xiaomi Redmi G27Q rồi. Và ở trong video ngày hôm nay ấy thì bỏ qua cái con màn hình giá rẻ đi, mình sẽ giới thiệu cho các bạn con màn hình cực kỳ ngon, màn hình cong 1500R. Đó là con Redmi G34WQ. Trước khi bắt đầu video ấy thì mình xin quảng cáo này, thì Shopee của Pháp Công Nghệ mình ấy có bán điện thoại IQ Z9, Z9 Turbo này. Và ngoài ra ấy thì còn có rất nhiều những cái mã điện thoại gaming phone và máy tính bảng cực kỳ ngon cho anh em nhá. Rất nhiều phụ kiện như kiểu tai nghe gaming này, quạt tản nhiệt xóa nóng lạnh, ổ cáp sạc của Realme, Xiaomi 120W, 80W, 65W, tất cả các mã đều có nha. Các bạn hãy lên Shopee tìm kiếm shop Pháp Công Nghệ, ấn theo dõi để cập nhật các thông tin mới nhất nha. Ok, đầu tiên mình sẽ nói qua về phần thiết kế của em màn hình này này. Thì bề ngoài của em nó trông cực kỳ là cứng cáp và hầm hố luôn. Các bạn cứ nhìn qua video là biết đúng không nào? Ngoại trừ cái phần chân đế làm bằng chất liệu là kim loại da ấy, thì những cái phần còn lại như kiểu là phần khung màn hình này, phần viền màn hình này đều được làm từ nhựa ABS chất lượng cao nha. Và mình thấy rằng với cách build, cách hoàn thiện như này ấy, thì màn hình Xiaomi đang càng ngày càng chất lượng, không khác gì so với những cái màn hình của hãng Samsung hay là HP hay là Dell các thứ đâu. Và đặc trưng của nhà Xiaomi khi mà làm màn hình ấy thì đó là ưu tiên về giá này. Với con màn hình trước đây mình đã từng review rồi, G27Q ấy, thì mình thấy rằng với cái mức giá tầm khoảng 3,1 triệu cho hàng sách tay ấy thì quá là đỉnh cao luôn các bạn ạ. Bởi vì các bạn cứ nhìn vào cái thị trường màn hình hiện tại xem, đối với những cái sản phẩm màn hình chính hãng của HP, Dell thì màn hình rất là đắt luôn nha. 3 triệu không thể nào có được một con màn hình 27 inch với tần số quét 165Hz được đâu. Nhưng mà Xiaomi đã cho chúng ta một cách nhìn khác về những chiếc màn hình giá rẻ này. Và hiện tại với cái con Xiaomi Redmi G34WQ này thì nó còn đỉnh cao thế rất là nhiều mọi người ạ. Chỉ với tầm giá tầm khoảng hơn 5 triệu đồng một chút cho phiên bản sách tay thôi ấy, thì đã có một cái màn hình với cái tỷ lệ màn hình là 20:9 và với một cái độ cong phải nói ấy là độ cong vàng này 1500R ấy. Khi mà mình trải nghiệm chiếc màn hình này ấy, thì mình thấy rằng cái phần build của cái phần khung viền này giúp cho cái việc mình nâng lên hạ xuống cái phần màn hình nó được ok và nó dễ dàng hơn một chút. Khi mà các bạn chơi những tựa game như kiểu là giả lập đua xe thì nó cũng khá là phê các bạn ạ. Bởi vì nó cho mình cảm giác giống như kiểu mình đang trải nghiệm mình lái xe thực sự luôn. Còn đối với những cái tựa game như kiểu Genshin Impact hoặc là Wuthering Way mới ra mắt cái định mấy hôm ấy, mình cảm giác rằng cái màn hình này nó đang giúp mình hack tầm nhìn các bạn ạ. Với một con màn hình 27 inch mà tỷ lệ khác ấy thì mình thấy rằng nó không thể nào mà nó hiển thị được rộng rãi như một con màn hình 20:9 này được. Quá chuẩn luôn. Các bạn cứ nhìn cái phần mặt sau của em nó này, cái phần xung quanh chân đế nó có một cái vòng đèn LED rất là sáng luôn các bạn, mang đậm chất gaming này. Tuy nhiên, cái phần đèn này khi mà mình tắt điện đi ấy nó cũng không được sáng quá nhiều. Tiếp theo mình sẽ nói qua về cái phần chất lượng hiển thị này. Với một cái độ phân giải là 3440x1440 ấy thì mình thấy rằng cái màn hình này đúng chuẩn 2K rồi. Với một cái tần số quét màn hình là 180Hz kết hợp với cả một cái công nghệ cực kỳ hiện đại, đó là công nghệ bù khung hình ấy, thì mình thấy rằng cảm giác khi mình chơi game này hoặc là trải nghiệm các tác vụ cơ bản bình thường ấy, nó cho mình một cái sự cực kỳ là mượt mà luôn. Tuy nhiên cái tần số quét màn hình ấy nó còn phụ thuộc vào cổng kết nối nữa, bởi vì khi mà mình sử dụng cái cổng HDMI để mình kết nối với máy tính của mình ấy thì cái tần số quét màn hình cho ra tối đa chỉ là 100Hz thôi. Còn khi mà mình sử dụng cái cổng DP để mình kết nối con PC của mình với chiếc màn hình này ấy, nó hỗ trợ tối đa lên đến 180Hz cơ các bạn ạ. 95% gam màu là ở trong DCI-P3 đó. Và cái độ chính xác của máu ấy thì Delta E nhỏ hơn 2, một con số cực kỳ chất lượng luôn. Với một con màn hình giá rẻ, màn cong, full view, quá chất luôn. Mình thì không phải là một người đánh giá quá chuyên sâu về hình ảnh ấy, nhưng mà khi mà mình nhìn con màn hình này này, thì khi mà mình ngồi chuẩn theo góc nhìn từ trên xuống dưới là nhìn thẳng vào giữa màn hình ấy, thì cái giải màu của em nó cho ra rất là chính xác nha. Nhưng mà con màn hình này bị một cái, đó chính là khi mình thay đổi các góc nhìn từ trái sang phải này, từ phải sang trái này, thì cái phần màu sắc của em nó có phần biến đổi nhẹ một chút. Nó kiểu nó sẽ sáng hơn một chút khi mà mình nhìn góc từ trái sang phải, và nó sẽ đen hơn một chút khi mình từ nhìn từ trên xuống dưới và nhìn từ dưới lên trên. Đấy, thì đây cũng là một cái điều chúng ta phải đánh đổi thôi, bởi vì đây chỉ là mỗi chiếc màn hình giá tầm khoảng hơn 6 triệu một chút mà đã có 180Hz full view mọi thứ rồi. Quá là ok. Và cái điểm tiếp theo mà mình rất là ấn tượng trên em màn hình này ấy, là cái phần cài đặt setting của màn hình ấy, nó chỉ gói gọn ở trong một cái nút thôi. Chỉ cái một nút này ấy, khi mình nấc lên nấc xuống này, quay đi quay lại này, thì tất cả những cái tính năng mà tinh chỉnh về hình ảnh nó đã hiện ra rồi. Đấy, nó không như một số màn hình của Dell hay Samsung ấy thì chúng ta phải chia ra rất là nhiều phím các thứ đâu.
Và mình đã từng dùng cái màn hình này để mình làm edit video, chỉnh sửa video ấy trên CapCut hoặc là trên Premiere. Thì mình thấy rằng với cái kích thước hiển thị như này ấy, thì chúng ta có thể thừa sức làm nhiều tab cũng được. Chứ trước đây khi mình edit video trên một con màn hình bình thường ấy, thì mình phải gắn đến hai màn hình một lúc cơ, rất là bất tiện luôn. Đấy, và khi mà mình di chuyển chuột từ màn hình này sang màn hình kia ấy, nó có một sự khựng nghẹn. Nhưng mà tất cả những cái điều đó đã được giải quyết bằng cách là mình chỉ sử dụng một con màn hình cong với tỷ lệ màn hình 20:9 này thôi. Quá là chất lượng luôn. Ok, nếu các bạn muốn mình test thêm gì, cần thêm thông tin gì về chiếc màn hình Redmi G34WQ này thì các bạn để lại comment ở dưới phần bình luận. Và đừng quên like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha. Tạm biệt các bạn.